Tập 10. Tớ mía, ta không trách người nữa đâu. Ta cũng hết giận người rồi. Dù ngày nào người cũng nóng lạnh thất thường với ta, ta cũng không trách người nữa đâu. Người có thể tỉnh lại sớm chút được không? Nha đầu độc tính, mặc dù ta không biết người trúng phải độc gì, nhưng bác sĩ trong thế giới này thì sẽ biết. Tôn đại nhân, Tôn đại nhân, Tôn đại nhân, Tôn đại nhân, ngài có thể xem thử mùi lạ trong máu này là gì không? Đây là hóa công tán, ngăn người luyện võ lành vết thương. Người bị thương là ai? Giờ đang ở đâu? Xin lỗi Tôn đại nhân, ta đã hứa với người bị thương không thể nói ra được, nhưng người này vô cùng quan trọng với ta. Nếu cô nương đã có nỗi khổ, không thể cho biết thực tình, vậy xin thứ lỗi, lão phu không thể chữa trị. Cô nương, về đi. Tôn đại nhân, lương y như từ mẫu, ngài giúp ta đi mà. Tôn đại nhân, đi đi. Tôn đại nhân, ta cầu xin ngài đấy. Tôn đại nhân, đi đi. Tôn đại nhân, Tôn đại nhân, ngài giúp ta đi mà. Ta cầu xin ngài mà, cứu người đó đi. Ti dược ti, Triệu thần dật, người không được có mệnh hệ gì đâu đấy. Tôn đại nhân, tuy thời gian tiểu nữ hành y còn ngắn, nhưng tiểu nữ cho rằng lương y như từ mẫu, dù đối phương có là một kẻ xấu tội cùng ác cực, thì trong mắt y giả cũng là một tính mạng bình đẳng. Ta cầu xin ngài cứu người đó đi. Tôn đại nhân, Tôn đại nhân, ta xin ngài đấy. Tôn đại nhân, xin ngài cứu người đó đi. Tôn đại nhân, ta cầu xin ngài. Hóa công tán là bí dược giang hồ. Lão phu quả thật có một phương thuốc có thể làm tan công hiệu của nó, giúp người bị thương bình phục khí huyết, vết thương lành lại. Cô ở đây chờ một chút đi. Đa tạ đại nhân, đa tạ Tôn đại nhân. Đa tạ Tôn đại nhân. Tiểu giả cô nương, thuốc xong rồi. Được, để ta. Vừa khéo, huynh đi chuẩn bị ít nước nóng và khăn lau mồ hôi nha. Được. Đi đi.
đáng thế. Cảnh dùng miệng bấm thuốc trong phim được biên kịch viết lãng mạn thế, chắc chắn chưa cân nhắc đến vụ thuốc đắng ngắt này. Mình điên thật rồi, vì một NPC như anh mà vừa khóc vừa quỳ vừa xin xỏ. Còn anh thì nhắm mắt làm ngơ trước sự cố gắng của tôi, tán tôi xong lại bơ tôi. Thật không hiểu nổi anh thật lòng hay giả tạo nữa. Thật không ngờ Lục Nhiễm Nhiễm này mà cũng có ngày yêu phải nhân vật ảo. Đầu heo triệu thần giật. Người tỉnh rồi. Cô đầu heo thì có. Mình đúng là toàn hỏng việc lúc quan trọng mà, bị cảm đúng lúc này chứ. Rõ là tình yêu. Cái này là để gia tăng trải nghiệm game cho cô đó. Tự dưng huynh đến đây làm gì? Còn nữa, kiểu trải nghiệm game này không cần thiết đâu. À phải rồi, ta đến để báo cô một tiếng. Do thao tác của cô đã mở ra nhiệm vụ nhánh mới, nên ta đến để báo cô chấp hành nhiệm vụ. Ta đã làm gì chứ? Tình yêu, trò này của chúng ta có vô vàn nhánh. Một quyết định ngẫu hứng của cô cũng có thể thay đổi cả nội dung game. Cô đã kích hoạt phần cầu y, nên tiếp theo vui lòng bái thái y lệnh làm thầy trong 30 ngày, đồng thời để ông ta truyền thụ hết kiến thức cả đời cho cô. Phần thưởng nhiệm vụ, một con rối thế thân. Ngoài ra nếu nhiệm vụ mà thất bại thì sẽ bị phạt, phạt người chơi cọ bồn cầu 1 ngày. Cọ bồn cầu? Ta không muốn. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Nhiệm vụ lần này là bắt buộc. Thời gian nhiệm vụ tính từ hôm nay. Tình yêu, ta cũng thấy dạo gần đây cô mệt quá nên mới giao nhiệm vụ trễ hơn. Đã là ưu ái lắm rồi. Chúc cô may mắn, đi làm việc đi. Huynh, đâu rồi? Người tỉnh rồi à? Nha đầu. Thuốc đun xong rồi, nào uống đi. Vừa rồi có ai trong phòng phải không? Làm gì có mỗi ta mà. Sao ta nghe thấy cô nói chuyện với ai đó vậy? Người ngủ đến lẩm cẩm rồi thôi. Vừa rồi ta chỉ hơi khó chịu trong người, hắt hơi một cái thôi mà. Ta không bị hỏng não đâu. Thật mà. Cô bị cảm lạnh rồi phải không? Đúng là có hơi hơi. Nhưng sức khỏe của ta, ta tự biết chăm sóc. Yên tâm đi. Điều tại ta, hại cô phải dầm mưa. Khổ cho cô rồi. Không sao, ta tha thứ cho người rồi mà. Để ta tự làm. Sao vẫn là không thế? Đắng quá. Các cụ nói rất hay, thuốc đắng giả tật, tốt cho bệnh mà. Uống đi. Mơ cam thảo của cô đâu? Tiếc là ta không có mang. Ti dược ti. Tôn đại nhân. Tôn đại nhân.
sao cô lại đến đây? Cái người bị thương đó đâu? Tôn đại nhân này, đa tạ Tôn đại nhân ra tay cứu giúp. Người đó khá lên nhiều rồi. Hôm nay ta đến, thật ra là còn việc khác muốn tìm ngài. Việc gì? Ta muốn bái Tôn đại nhân làm sư phụ, xin ngài nhận ta làm đệ. Cái gì? Không được, không được, không được. Không phải Tôn đại nhân, ngài nghe ta nói đã. Ta thật lòng muốn xin ngài nhận làm đệ tử mà. Khả năng học tập của ta cao lắm. Ta biết, tối hôm đó đã mạo muội quấy rầy. Ta chỉ muốn giúp người quan trọng của mình. Thực sự không còn cách nào khác, nên mới phải ra hạ sách này. Xin ngài tha thứ cho sự lỗ mãng và vô lễ của ta. Cũng là đêm hôm đó, ta mới nhận ra khả năng của mình còn lâu mới bảo vệ được người thân bên cạnh. Nhưng ta muốn trở thành người mà người đó và mọi người có thể dựa vào, có thể tin tưởng ta. Ta biết, chặng đường này còn rất xa. Nhưng ta không sợ khổ, cũng không sợ mệt. Nên ta một lần nữa khẩn cầu Tôn đại nhân, hãy nhận ta làm đồ đệ. Đúng thật là tiểu nha đầu này, ý tưởng đúng là hay. Nhưng ta vẫn từ chối. Tại sao ạ? Ti dược ti có quy tắc, không nhận nữ đệ tử. Cho nên nữ đệ tử thì làm sao ạ? Vậy đây chính là kỳ thị giới tính trong lời đồn sao? Qua vài ngày tận tâm điều dưỡng, nhìn người cũng tươi tỉnh lên nhiều rồi. Vừa mở mắt ra đã thấy một cái đầu heo khổng lồ. Đúng là phấn chấn thật. Tứ hoàng tử điện hạ, người ta chính tay cứu người về, lẽ nào người muốn ta chính tay tiễn người đi nữa sao? Làm hoàng tử mắc ói chết cũng là tội chém đầu đấy. Vâng, đúng là ta muốn giết tứ hoàng tử thật. Ta phải dùng loại thuốc đắng nhất làm người đắng chết. Cô không làm như thế đâu. Cô là tiểu tiên nữ, chỉ biết chữa bệnh cứu người thôi. Nào, Đại Lang, uống thuốc thôi. Đại Lang là ai? Đại Lang là một dũng sĩ dũng mãnh, được ái thê mình bón thuốc cho. Ta không phải Đại Lang, ta không uống thuốc. Vậy được rồi, Tứ Lang vậy. Tứ Lang, uống thuốc thôi. Tứ Lang lại là cái gì nữa đây? Có một người cũng tên là Tứ Lang, cũng là một dũng sĩ, được ái thê dũng mãnh bón thuốc cho. Cầm lấy đi. Bọn họ có quan hệ gì không? Câu chuyện này đợi người khỏe lại rồi ta sẽ kể sau. Đại Lang là người bán bánh nướng. Y có một cô vợ cực kỳ xinh đẹp. Còn Tứ Lang là một hoàng đế. Y thích phi tử của mình gọi là Tứ Lang. Cả hai đều là chuyện tình xúc động lòng người. Cầm lấy đi. Người nghỉ ngơi đi. Ta đi lấy thuốc để thay cho người. Điện hạ, ngài tỉnh rồi ạ? Điện hạ, hôm nay ổn rồi chứ? Vẫn ổn. May nhờ có tiểu giả cô nương, điện hạ mới bình an vô sự. Chúng ta đoán không sai, đích thị là Từ Hữu Chính phục kích Nguyễn đại nhân. Ta còn chưa trị ngươi tội tự ý thả cô ấy vào đấy. Điện hạ, dù có muốn trị tội tiểu nhân thì cũng phải chờ khỏe lại rồi hẳn tính chứ. Lần này mà không có tiểu giả cô nương đi cầu xin thái y lệnh thì e là ngài rất khó hóa dữ thành lành. Xin ngài hãy nghĩ cho mình nhiều hơn. Cô ấy đi tìm thái y lệnh sao? Đúng vậy, điện hạ đã hôn mê rồi nên không biết thôi. Hôm đó trời còn mưa to, tiểu nhân lo cho tiểu giả cô nương nên bèn lén lút đi theo. Chứng kiến cô nương ba quỳ chín lại mới xin được thái y lệnh mở cửa. Đúng là khổ cho cô ấy rồi. Nhưng ta vẫn thấy hơi lo. Điện hạ không cần phải lo đâu. Chắc chắn cô ấy sẽ không nói ra đâu mà. Mấy ngày nay cô ấy toàn né hết người, lén lút chạy vào đây. Nào là sắc thuốc, nào là trị thương cho ngài. Tiểu giả cô nương này có tâm với ngài thật đấy. Có phải ta lạnh lùng với cô ấy quá rồi không? Tiểu bảo biết, ngài làm như vậy cũng là lo cho sự an nguy của cô ấy thôi. Đưa cô ấy đến Vĩnh Diên Cung là để bảo vệ cô ấy, không để cô ấy biết ngài bị thương, cũng là lo cô ấy bị liên lụy.
Nào. Không đúng. Từ Hữu Chính đã biết được hành tung của ta, sai người chặn giết ta, thì sẽ biết được nha đầu này gần đây tất bật giữa Ti Dược Ti và chỗ ta. Điện hạ, ngài dốc hết tâm tư như vậy, tiểu giả của nương cho chắc đã biết đâu. Ta không cần cô ấy phải biết, ta chỉ cầu cô ấy được bình an. Vẫn nên giữ khoảng cách với cô ấy mới được. Vết thương vẫn còn chưa khỏi hẳn, người chạy ra đây làm gì? Vết thương nhỏ thôi, không sao. Nhỏ sao? Người có biết vì vết thương này mà người suýt thì mất cả mạng không? Ta khỏe lại rồi. Được. Nếu giờ người đã khỏe lại thì ta có chuyện muốn hỏi người. Nói đi. Hoa lụa Ngô Tử Tâm đưa cho ta là người bảo cô ấy mang cho ta đúng không? Đúng. Đúng. Người có biết về bông hoa lụa đó mà ta suýt thì mất cả mạng không? Xin lỗi. Ta biết. Chắc chắn người không cố ý làm hại ta đâu. Không phải. Ta tin người. Thái tử điện hạ cũng nói, hằng ngày ta ở Ti Dược Ti, chắc chắn là không cẩn thận dính phải. Hôm nay cô lại nhãi quá rồi đấy. Một cô nương thông minh thì giờ này nên học cách làm một kẻ câm đi. Câm hả? Nếu mà ta bị câm thật thì làm sao kể mấy câu chuyện đặc sắc tuyệt vời cho tứ hoàng tử điện hạ ta kính yêu đây? Ta không muốn nghe kể chuyện, giờ cũng không có hứng nghe. Còn cô giờ này nên làm việc ở Vĩnh Diên Cung, chứ không phải lượn lờ ở chỗ ta. Ta lượn lờ? Rõ ràng lúc hắn hôn mê bất tỉnh còn gọi tên mình mà, giờ bỗng dưng lại trở mặt không thèm nhận nữa. Ta biết người lo trên người ta có mùi thuốc, sợ bị chúng phát hiện ra. Người yên tâm, Thái tử Phi và Thái tử cũng đang dùng thuốc, nên chúng sẽ không nghi ngờ gì mùi trên người của ta đâu. Ta phải lo chứ. Ta lo cô ngu. Ta lo cô được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Ta lo cô để lộ chuyện riêng của bổn hoàng tử. Phải, phải, phải. Người là hoàng tử, người nói gì cũng đúng. Người... người đi đâu vậy? Người, Triệu Thần Dật. Người tưởng ta muốn đến thăm người chắc? Chẳng phải vì người bị thương sao? Nha đầu, đừng trách ta tàn nhẫn. Thuốc ta để ở cửa cho người rồi. Nhớ dùng đấy. Vừa rồi huynh chặn ta đúng không? Huynh cũng chặn ta đúng không? Ta cho hai huynh biết, mai ta sẽ còn quay lại. Dùng thuốc đi đấy. Vĩnh Diên Cung. Chúc mừng Thái tử điện hạ. Chúc mừng Thái tử Phi nương nương. Tiểu giả nói mau. Chuyện gì vui vậy? Thái tử Phi nương nương đã có tin vui rồi. Tiểu giả, cô nói thật sao? Vừa rồi ta còn không dám chắc, nhưng ta đã tính qua chu kỳ, giờ thì chắc chắn rồi đó. Kỳ gì cơ? Là cái gì vậy? Không quan trọng, không quan trọng. Quan trọng là nương nương có thai thật rồi. Nếu điện hạ không tin thì có thể mời người của Ti Dược Ti qua chẩn đoán lại. Không cần đâu tiểu giả, ta tin cô. Tiểu giả có công. Thưởng. Ta nhất định phải trọng thưởng cho cô. Đa tạ điện hạ, đa tạ Thái tử Phi nương nương. Chúc mừng Thái tử điện hạ. Chúc mừng Thái tử Phi nương nương. Hảo.
tốt. Tốt quá rồi. Xem ra Lục Nhân Giả này quả thật là người có bản lĩnh. Hôm đó cô ta nói phải báo đáp ơn cứu mạng của thái tử, coi bộ không phải giả dối. Chỉ cần cô ta trung thành với Dục Nhi thì cũng không uổng lần đó ta nổi lòng nhân từ tha mạng cho cô ta. Thái tử điện hạ nhân hậu, đáng hưởng phước báo này. Thần chúc mừng thái hậu nương nương, chúc mừng thái tử điện hạ. Cuối cùng Ai Gia cũng được làm tăng tổ mẫu rồi. Từ Khanh cũng có cháu trai. Cùng mừng, cùng mừng. Nhờ hồng phúc của thái hậu, chăm sóc cháu gái của vi thần tốt như vậy, thần thay mặt Từ gia khấu tạ thái hậu. Được, mau đứng lên đi. Ra lệnh Lục Nhân Giả đến Ti Dược Ti nhận lệnh bài, sẵn sàng đợi lệnh, lo liệu tất thảy sự vụ của thái tử phi thời gian mang thai, đến ngày thái tử phi sinh nở bình an. Dạ, xin tuân ý chỉ của thái hậu. Thái hậu nương nương này đúng là hào phóng, tặng mình cả đống sách kinh điển của Ti Dược Ti thế này, rồi còn bao nhiêu thảo dược quý hiếm. Mình thấy chỉ cần mình cố gắng là thái y lệnh sẽ nhận mình làm đệ tử thôi. Tiểu Giả, thập nhất điện hạ, sao ngài lại đến đây? Ta nghe kể hoàng tổ mẫu hay tin thái tử phi có thai, hết đổi vui mừng, thường rất nhiều đồ cho tỷ. Ta nghĩ bụng một mình tỷ chắc chắn sẽ không dùng hết, ta đến phụ tỷ thôi. Mấy cái sau lưng ngài là gì kia? Ta đến cũng không thể đến tay không được. Tỷ xem phát minh mới của ta thế nào. Đây là phong hỏa luân lông gà ta phát minh ra, luyện công quét dọn không lỡ thứ gì. Làm một đoạn đi. Dừng. Thế này là đánh 800 địch tự mất 10000 rồi còn đâu. Tỷ không thích à? Vậy ta vẫn còn. Thử cái này xem. Dừng. Lục cô nương, thái tử phi sai ta đến lấy thuốc. Hôm nay thái tử phi không cần uống thuốc đâu, ta nấu canh cho cô ấy rồi, chúng ta cùng đi lấy đi. Vâng. Thập nhất điện hạ, việc tẩm bổ cho thái tử phi là quan trọng nhất. Vậy ta đi làm việc trước đây. Được, vậy tỷ đi đi. Việc dọn dẹp phòng ốc cứ để cho ta. Vậy đa tạ thập nhất điện hạ. Đi nha. Cô nương này có thể làm thái tử phi có thai, bản lĩnh không nhỏ đấy. Phải rồi, chúng ta cũng đã từng khám thử cho thái tử phi và thái tử, không phát hiện gì bất thường. Chờ cô ấy từ Vĩnh Viên cung về thì hỏi cô ấy thử xem. Chắc chắn rồi. Y thư sắp xếp xong chưa? Sắp rồi. Đi. Phủ chim sự. Tiểu Giả, trung thu vui vẻ. Nếu không vì mẫu phi cứ bắt ta đi dự yến tiệc cung đình gì đó, ta nhất định sẽ đến với tỷ. Đây là bánh trung thu matcha ta tự làm, mong là tỷ sẽ thích nó. Bánh trung thu các năm về trước ăn ngán lắm rồi, năm nay có muốn đổi sang thứ gì mới mẻ hay không? Bánh trung thu matcha được không? Matcha. Mình còn tưởng Tết Trung Thu này phải đón một mình trong thê thảm, không ngờ còn có bánh trung thu của tiểu thập nhất tặng cho. Mình bảo là bánh matcha mà, có phải là bánh bả trà đâu. Tiểu thập nhất, người đúng là thiên tài đấy, dở chết đi được. Mời vào. Lục cô nương, thái tử điện hạ và thái tử phi nương nương cảm động trước công lao của Lục cô nương, sai bọn ta mang ít rượu và thức ăn tới cho cô.
cho ta hết à? Điện hạ biết Lục cô nương rất nhớ quê nhà, nên sai bọn ta nấu đúng theo khẩu vị ở quê nhà của cô nương đấy. Lục cô nương, cô cứ ăn thong thả, bọn ta đi trước đây. Cảm ơn các tỷ tỷ. Để ta xem, nên ra tay với đứa nào trước nào. Tuy là phải đón Tết một mình, nhưng cảm giác có người quan tâm tuyệt thật đấy. Mà không biết Vân Trúc sống có tốt không nữa, có được ăn bánh trung thu hay không. Nhớ cô ấy quá. Khi nào về đi thăm cô ấy chút đi. Ai đấy? Đến ngay Ti Thiện Ti. Quả đúng là nhị băng, phong cách đặc biệt. Nhị điện hạ, ăn chưa? Vậy ngươi nấu một bữa cho ta đi. Nhị điện hạ, đêm hôm thế này ngài gọi ta qua chỉ để nấu cơm cho ngài sao? Chứ không thì gì? Điện hạ, ta là người của Ti Dược Ti, không phải Ti Thiện Ti. Nếu ngài mà đói quá, để ta đi tìm một cung nữ Ti Thiện Ti cho ngài. Không cần thuốc giải nữa sao? Cần ạ. Ngài đói rồi, để ta nấu cho ngài ăn. Ngài qua đó nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa ta nấu xong sẽ gọi ngài. Nhiều nguyên liệu thế này, làm món gì đây? Hay là làm món... Đảm bảo siêu cay. Nhị điện hạ, mời. Cái gì thế này? Màu đen này, đây là canh mala. Nhìn nó nằm hết trong một bát vậy thôi, hương vị đảm bảo tuyệt vời. Vị này cay quá. Không cay thì sao gọi là canh mala được. Để làm ra vị cay biến thái này mà ta dốc bao nhiêu tâm trí đó. Nhị điện hạ, ngài không hỏi ta về tình hình ở Vĩnh Diên Cung sao? Nói, mấy ngày nay ở chỗ thái tử và thái tử phi nấu ăn tẩm bổ cho họ, nhìn thái tử khỏe khoắn lên nhiều rồi, ăn cũng ngon miệng hơn. Vả lại triệu chứng của thái tử phi cũng đỡ hơn nhiều, không còn bị mất ngủ nữa. Hai người họ chắc chắn sẽ sinh được một em bé khỏe mạnh xinh xắn. Chẳng phải ngài thấy cay sao? Sao còn ăn nữa vậy? Vị cay biến thái này vô cùng hợp với ta. Ngon đến thế cơ à?
Món canh mala này chỉ có ta từng ăn sao? Thế này mà đã tăng điểm hảo cảm rồi à? Thế này đi, sau này chúng ta sẽ gặp ở Ti Thiện Ti. À cái gì? Trời lạnh thế này, ngươi mà bị chết cống, ta lo không ai bán mạng cho ta. Đa tạ nhị điện hạ quan tâm. Hôm nay mình gặp được nhị hoàng tử rồi, nhưng cái người mình muốn gặp nhất lại chẳng hề gặp được. Tứ mía, ngươi đúng là một cọng mía. Là mùi hoa dành dành. Cái tên tứ mía này tặng quà cho mình mà còn né không gặp mình, kêu rồi phải không? Đầu heo triệu thần vật. Điện hạ, lễ vật tặng tiểu giả cô nương đã gửi tới rồi. Sao vậy? Ngài vẫn không gặp cô ấy sao? Điện hạ, thật ra ngài nghĩ mà xem, tiểu giả cô nương có công giúp thái tử phi Từ Thị mang thai, chiếm được lòng tin của thái tử và Từ Thị. Tiểu Bảo nghĩ dù Từ Hữu Chính kia có thủ đoạn độc ác đến mấy cũng không dễ gì động tới cô ấy được đâu, phải không ạ? Sao trước kia ta không phát hiện ra? Đầu óc của người nhanh nhạy thế nhỉ tiểu nhân. Không phải đầu óc Tiểu Bảo nhanh nhạy, mà là điện hạ thân không cánh phượng bay muôn sắc, tâm sẵn sừng tê điểm cảm thông, quan tâm tắc loạn. Ngươi, điện hạ, sao thế? Ta nhìn thấy ảo giác, xuất hiện cả ảo giác rồi sao? Không được, để tiểu nhân đi gọi thái y. Quay lại, nhất định là mấy ngày này ngài lo âu quá mức, thần trí tổn thương rồi. Phải, lo âu quá mức. Chết tiệt, sao hệ thống lại bị vấn đề? Trường Hàng Cung. Tiểu giả, tại sao cô không đến thăm ta? Làm sao thế này? Sao thế này? Mắt của ta. Vân Trúc, Vân Trúc, sao thế? Ta không biết nữa. Ta không biết, ta không nhìn được nữa. Ta không biết. Mắt cô sao vậy? Đừng sợ, đừng sợ. Là ta đây, là ta. Đừng sợ, đừng sợ. Mắt cô sẽ không bị gì đâu. Từ đại nhân. Đúng, mai ta sẽ gọi thái y đến kiểm tra mắt cho cô, được không? Mắt cô sẽ không có vấn đề gì đâu. Hãy tin ta. Ta biết rồi. Ta tin ngài. Ta sẽ tìm ra lỗi của hệ thống rồi sửa lại. Ta quyết không để nàng mù lần nữa đâu.
Đại nhân, cho hỏi Tôn đại nhân đang ở đâu ạ? Chắc đại nhân đang đi bắt mạch bình an cho bệ hạ rồi. Nếu cô tìm ngày ấy thì phải ở đây chờ chút rồi đó. Đa tạ đại nhân. Hôm qua ngài đi đâu vậy? Nghe kể vị nương nương ở lãnh cung bỗng dưng bị mù. Ta tới đó chẩn bệnh mà không hề phát hiện nguyên do. Nương nương ở lãnh cung là ai vậy? Là cô cung nữ ganh đua tỏa sáng trong tiệc thọ của thái hậu ấy. Vừa được phong làm phi tần thì đã bị đày vào lãnh cung do phạm lỗi. Cũng đáng thương thật. Thế thì lên lên xuống xuống quá rồi. Phải đấy, đại nhân. Cho hỏi vị nương nương ở lãnh cung đó có phải tên là Vân Trúc hay không? Đúng rồi, tên là Vân Trúc. Đi, đi, đi. Vân Trúc. Sao Vân Trúc lại ở lãnh cung? Trường Hàng Cung. Không phận sự miễn vào.